Phú Yên cũng là một trong những địa phương đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề sau cơn mưa lũ vừa qua. Mưa to kết hợp với lũ trên sông Ba dâng cao đã khiến cho nhiều địa phương ở trên địa bàn huyện Tây Hòa bị ngập lụt. Và đến thời điểm này thì nước đã rút dần nhưng vẫn còn nhiều nơi bị chia cắt. Công tác tìm kiếm người mất tích cũng đã được khẩn trương tiến hành. Và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại địa phương này. Đến 12 giờ trưa ngày hôm nay vẫn còn 6 thôn bị ngập lụt chia cắt, tập trung tại các xã Hòa Mỹ Tây, Hòa Mỹ Đông, Hòa Bình 1, Hòa Tân Tây và xã Hòa Phú. Cứ ngồi ghê chịu, chứ giờ không có xuống nước được, lạnh, cứ ngồi ghê chịu à, vậy chứ không có gì hết. Còn gà gì thế thì cũng cơ cho nó nằm lên cao, chút đỉnh vậy thôi chứ. Nghiêm trọng hơn, vào chiều tối ngày 17 tháng 12 tại thôn Lạc Nghiệp, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa vẫn đang bị ngập nặng. Đã có 4 người bị lũ cuốn trôi khi đi qua cầu Lạc Nghiệp. Người dân và lực lượng chức năng đã kịp thời cứu vớt được 3 người, riêng anh Cao Văn Kiên bị nước lũ cuốn trôi. Đến chiều ngày 18 tháng 12, lực lượng chức năng mới tìm kiếm được thi thể nạn nhân. Tổ chức động viên thăm hỏi những gia đình có người bị thiệt hại hoặc là gia đình là bị nước vào rồi đấy thì nó gây thiệt hại trong cái sản xuất và trong cái ảnh hưởng tới cái đời sống gia đình. Và cái bước tiếp theo nữa là nước mà rút ở đâu thì công tác mà đẩy mạnh cái việc mà thực hiện cái vệ sinh môi trường nông thôn thì còn phải tập trung cái gì. Cho nên là đã chỉ đạo quán triệt hết các thành viên ban chỉ đạo của huyện thì xuống cơ sở để mình nắm các cái nội dung đó để triển khai thực hiện. Nước lũ đã làm sạt lở hơn 767 mét khối đất đường giao thông nội đồng, sạt lở hơn 1.000 mét khối kênh mương nội đồng, vỡ một đoạn kênh bê tông dài 35 mét, gần 100 hecta lúa, bắp thắp thu hoạch bị ngập úng nặng. Nhiều ngôi nhà bị thiệt hại nặng sau mưa lũ. Ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra từ ngày 13 đến nay lên đến hơn 800 triệu đồng.